Xin chào mừng các bạn đến với bài số 8 của chúng ta. Như vậy là sau khi đã chọn được một trong số những chủ đề mà tôi đã đề cập trong bài học trước, như vậy là bạn có thể khiến cho người khác bật cười được chưa nhỉ? Vẫn chưa đúng không ạ? Chỉ là chủ đề hài hước thôi thì vẫn chưa đủ. Ngôn ngữ cũng là một yếu tố quan trọng để giúp cho câu chuyện trở nên sinh động và cuốn hút hơn. Chẳng hạn như là bạn định kể một câu chuyện có nội dung như sau. Một lần bạn đi thăm người bà con ở Huế thì bị con chó nhà đó xông ra rượt. Ở bên trong bạn nghe thấy tiếng chủ nhà la lên: "Chó không răng mô, chó không răng mô." Bạn tưởng là con chó không có răng nên bạn đã dừng lại và kết quả bị con chó cắn chảy máu rách quần. Đây cũng là một câu chuyện thú vị và có thể gây cười. Tuy nhiên nếu như bạn chỉ kể như trên thì câu chuyện vẫn chỉ là một câu chuyện và chưa thể đủ sức ấn tượng. Bạn hoàn toàn có thể sáng tạo hơn trong cách sử dụng từ ngữ để đem lại hiệu quả diễn đạt tốt hơn cho câu chuyện này. Chẳng hạn như là cũng như câu chuyện trên nhưng mà chúng ta có thể đã thay đổi từ ngữ một chút xíu và kể lại như sau. Một lần thì tôi có đi thăm một người bà con ở Huế. Đến giữa sân thì một con chó bự chà bá xông ra và chuẩn bị lao vào tôi. Hoảng quá tôi liền túm lấy quần bỏ chạy. Con chó đuổi theo khí thế. Bà chủ thấy vậy vội la lên: "Chó không răng mô, chó không răng mô." Tôi tưởng đâu bà nói con chó không răng. Thế là tôi dạ thở phào nhẹ nhõm rồi là đứng lại nhìn con chó. Con chó nhìn tôi đang định cười với nó thì bất ngờ nó lao tới cắn phập một cái vào chân tôi, khiến cho tôi rách cả quần, máu chảy đầm đìa và đến bây giờ vẫn còn đau đây này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy bây giờ là vết răng nó vẫn còn in hẳn trên chân tôi mặc dù là 5 năm rồi. Lúc này thì tôi mới hiểu rằng là con chó không những không có răng mà còn có rất nhiều răng là đằng khác. Khi tôi trách móc thì bà chủ nói rằng là ý của bà là con chó không có bệnh gì đâu, có bị cắn thì cũng không sao đâu. Bạn thấy đó, rõ ràng là câu chuyện thứ hai để trở nên sinh động và hấp dẫn hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Cùng một nội dung nhưng mà cách thức sử dụng từ ngữ thì cũng khiến cho câu chuyện trở nên thú vị và hài hước hơn đáng kể. Để sử dụng ngôn ngữ hài hước thì bạn có thể thêm vào câu chuyện của mình những cái từ ngữ nó ngộ nghĩnh và thú vị. Các từ ngữ có thể có mang tính tạo hình và từ ngữ gợi cảm xúc hay là các cái từ láy, vân vân đúng không ạ? Bây giờ thì tôi sẽ có một cái bài tập nho nhỏ để thử xem khả năng sáng tạo ngôn ngữ của bạn tới đâu nhé. Tôi sẽ cho sẵn nội dung của câu chuyện cười nhưng mà từ ngữ thì vẫn còn rất là thô sơ và chưa có sáng tạo. Bạn hãy thử thay đổi ngôn ngữ kể chuyện một chút để khiến cho sinh động hơn và hài hước hơn nhé. Nội dung câu chuyện như sau. Anh Nam kể với anh Tuấn về lý do mình bị đuổi việc. Anh Nam bức xúc nói rằng mình đã thực hiện theo đúng nội quy của công ty nhưng không hiểu sao vẫn bị đuổi việc. Anh Tuấn hỏi đầu đuôi thì anh Nam nói rằng trong nội quy có quy định rằng nhân viên nam chỉ được mang cà vạt đen. Anh Nam đã thực hiện đúng như vậy. Nhưng không ngờ hôm sau khi đến chỗ làm thì anh Nam lại thấy rằng những người khác còn mặc cả quần áo nữa. 60 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Như vậy là 60 giây đã hết và bây giờ là gợi ý dành cho bạn. Tao mới bị đuổi việc mày ơi. Ủa? Sao vậy? Mày chưa mới vào làm thôi mà. Vậy mới bức xúc. Rõ ràng là tao đã làm đúng quy định của công ty, vậy mà vẫn bị sếp đuổi. Sao kỳ vậy? Mà mày kể nó nghe coi. Gì? Số là quy định của công ty, nhân viên nam chỉ được mang cà vạt đen. Tao đã làm đúng như vậy, vậy mà sáng hôm sau vô công ty ai cũng mặc quần áo hết. Thế mới cay chứ. Hoặc là nếu bạn có cách kể nào thú vị hơn thì đừng ngần ngại chia sẻ phương án của bạn với các học viên khác cùng biết trong phần bình luận của khóa học này nhé. Như vậy là kết thúc bài học này thì lời khuyên của tôi dành cho các bạn là các bạn nên đọc nhiều sách, nên xem nhiều tiểu phẩm và có thể là đọc thêm những câu chuyện ngắn để có thể trau dồi thêm vốn từ vựng của mình. Đọc
hoặc xem các vở hài kịch để học hỏi cách biến tấu và sử dụng ngôn ngữ của các diễn viên hài cũng là một cách hay để nâng cao khả năng hài hước của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau và chúng ta hứa hẹn sẽ có những tình huống hay hơn rất là nhiều trong cách sử dụng từ ngữ cũng như là chọn chủ đề của chúng ta.